Rồi, hello, xin chào tất cả cả nhà nha. Thì làm giác đầu tiên đây cả nhà, có dấu diêm cá liệt quay cho cả nhà xem. Đó, làm giác đầu tiên được nhiêu đây, giờ chạy qua chiếc cây trong, đưa qua cây trong đem vô bờ bán nha mọi người. Đó, One hour later. Rồi, đây còn là giác lưới của gai trong nha mọi người. Chúng ngay ổ cá liệt rồi anh em ơi. Ổ cá liệt quá trời luôn anh em ơi. Đó. À, anh em đang múc cá liệt lên nha mọi người. Cá này thì 1 ký 150.000 nha anh em. Giác đầu tiên thì cũng được 40-50 ký. Bữa nay thì chạy về đất liền làm rồi, chạy về gần bờ làm rồi, chạy về làm, ngày mai chạy vô nhà nghỉ luôn anh em, gió về rồi áp thấp. Này làm ở gần bờ nha mọi người, làm ở gần bờ lắm, đang chạy vô nha, chạy vô nhà luôn anh em ơi. Đang chạy về nha anh em. Đó, anh em lượm ra nguyên một đường một phi rồi đó. Cái nhiêu đây thì được tầm khoảng gần một tạ thôi. Kiếm được mười mấy triệu tiền có liệt á. Làm ở đây thì nước cũng cạn lắm nha mọi người. Có cá to hơn bàn tay nha. To hơn bàn tay mình á. Rồi, giác lưới thứ hai thì cũng được ít cái nọc nè mọi người. Làm ở gần bờ cái nọc nó không có được nhiều nha anh em. Trước ở đây khoảng 23 mét thôi. Thì chạy về thì tranh thủ làm thêm một đêm nữa về nghỉ luôn anh em. Về nghỉ gió, nghỉ vài ba bữa rồi đi lại tiếp. Rồi để lát nữa vô đất liền mình quay cho anh em xem. Lâu rồi không có quay cái cảnh bán cá cho anh em xem. Anh em nhớ theo dõi video của mình nha. Lát về đất liền mình quay cái cảnh bán cá ở chỗ mình cho anh em xem nha mọi người. Đó, giờ làm cũng xong xuôi rồi, tàu chuẩn bị tắt đèn nha mọi người. Để anh em khoanh dây xong thì tắt đèn. Anh em nhớ xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Rồi lát nữa mình vô cảng mình quay tiếp. Ba anh em về tới cảng anh em ơi. Giờ là cũng 4 giờ rưỡi sáng rồi. Đó, mọi người mua bán rất là tấp nập nha anh em. Lâu ngày rồi thì mình mới thấy được nhiều người như thế này nha mọi người. Đó, anh em đang bốc cá từ gai trong lên nè mọi người. Đó, gai trong mà. Anh em đang bốc giá cá lên. Mình về nãy giờ rồi nha mọi người. Về nãy giờ rồi. Bốc nãy giờ được một mớ rồi anh em ơi. Cây trong chạy vô trước bước được một mớ rồi. Đó, mình quay cái phong cảnh cảng cá cho anh em xem. Cảng cá này là cảng cá Tư Hiền nha anh em. Cảng ở gần nhà mình luôn. Nhà mình cũng cách cảng này khoảng 500 mét thôi anh em. Tàu bè hôm nay tập trung về hết. Anh em về nghỉ gió luôn anh em. Gió xuống. Đó, thời tiết đang rất là chuyển xấu rồi. Bốc cá nãy giờ cũng xong rồi anh em. Nãy giờ thì mình cũng phụ bốc. Bốc cá nãy giờ xong rồi.
hai chiếc thì khoảng 7-8 tạ cá nọc thôi, còn cá liệt thì được hai chiếc cần 3,5 nha mọi người. 3,5 cá bán thì giá là 15 là 150.000 một tí nha anh. Thôi ngày này cũng kiếm dọn dẹn cũng được 20 mấy triệu rồi, đã sổ về nghỉ gió luôn rồi. Bất cả xong thì anh em đi về nha mọi người, về tranh thủ gặp vợ con thôi. Chiếc này mới vô nè nè, đang lấy 70 phút mới vô bất cả luôn. Được. Anh em nào ở Huế thì biết chắc biết cảng Tư Hiền ha, còn anh em nào cảng chỗ này ít tàu chỗ khác chưa bán đâu anh nè. Đây cả của ghe mình được bốc lên xe nè nè, cả ghe mình được bốc đưa lên xe nè. À, hầu như thì các ngư dân cũng người ta cũng bốc cá gần xong rồi nha mọi người. Thì để lát nữa mình đi quay từ đây tới cuối cảng cho anh em xem. À, còn một số anh em còn bốc cá dưới anh em, còn bốc cá. Phong cảnh thì ở cảng thì hơi bị ồn thì anh em thông cảm nha, anh em nhớ thông cảm nha nè. Ở cảng này hơi bị ồn thì nhiều người nó cũng ồn anh ơi. Lâu lâu vô đất liền thấy nhiều người cũng vui. Cái này là mấy chị em mà đóng thùng xốp này là toàn gửi Sài Gòn hết nha mọi người. Gửi vô thành phố Hồ Chí Minh người ta đang dịch đó. Gửi vô người nhà cho người ta ăn. Đó thùng xốp này là đóng cá đi thành phố Hồ Chí Minh hết nha mọi người. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì đang rất là đang dịch. Thì nhà mình cũng đóng vô trong kia, đóng vô cho người thân người ta ăn. Đây, từ đầu cảng tới cuối cảng nha anh em xem. Rồi còn một chiếc mới vô anh em cũng đang bốc cá nè, anh em cũng đang bốc cá ở dưới nè. Rồi video của mình cũng quay nãy giờ rồi thì anh em xem video thì nhớ like cho mình nha, còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Thì video của mình kết thúc tại đây nha anh em, rồi hẹn anh em video lần sau nha.